ở bên Vĩnh Phú luôn. Để mình đi cùng Úc Anh với Hải đi qua đưa cái dòng trên chỉnh cây này cực kỳ khủng luôn. Rồi cái tàn của người ta xả bớt đi. Chúng say á. Đang quay nè, đang quay nè. Oh.
bên đây đưa qua mới được. Đưa qua mới được. Con ơi, bên này mới tài đấy. Không, bên này nó đứng không vòng không tới. Đứng nó gọc nó luôn đi. Gọc cái chỗ cái nạng tay đó được không? Được. Gọc luôn cái đó đi. Mày nhỏ đi ha. Máy cửa lớn tới không? Máy cửa lớn thì Hải ơi. Hả? Thank you.
quả chết bản á. Ơi, chết bản mình sáng dưới là đất rồi đó. Ờ, chết bên đó đó. Nó còn dính bên đó đó. Ngay cây chuối á. Lên trên kìa. Rồi. Đồ tắm máy luôn. Rồi. 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 Cái xe đó. Đó. Thì lấy gì phải rồi. Gốc lớn mà tại dưới mày đâu có thế mày chích vô đâu. Cấp đầu mình chích xuống ra cho hiểu không? Tính là gì nè. Cắt từ miếng này xéo xuống đây nè, thấy không? Để nó còn dính có nhiêu à. Nãy là chúng ta chút. Để không phải chúng ta ok. Đầu đã nãy tôi tính là chúng xéo chúng kia kìa là nó bị đâu. Thấy không? Lấy quá trời khủng luôn, gốc cực kỳ khủng luôn, trên 300. Xong hết đi mà. Nhớ lúc cái này đây nha, nhớ tiếp theo của mình nha. Quá trời khủng luôn. Là xong hết nha. Ồ, đây có cái cây lọc rừng hết xong. Go.